Ok, hello xin chào tất cả anh em nha. Sau hai clip hướng dẫn Nam Động tăng điểm kỹ năng và tiềm năng của Nam Động Better và Nam Động trưởng thì hôm nay Khải sẽ làm hướng dẫn anh em một hướng dẫn, đó là Nam Động tăng chuyên đánh đao. Nam Động chuyên đao anh em. Thì như anh em cũng đã biết thì thường thường chúng ta đánh cái nội công á, phiên bản cái trưởng á, thì trường pháp này nọ của các phái thì chúng ta sẽ thấy lượng máu khá là cao. Còn như bây giờ anh em đi chuyên về Nam Động đao, chiến lược nạp đao thì chúng ta sẽ bị mất đi một lượng sinh khí khá nhiều để chúng ta đẩy lên sức mạnh nha anh em. Ok, như đây thì Khải sẽ hướng dẫn anh em cách tăng điểm nạp động đao nha anh em, chuyên đao 100% luôn nha. Và trước mắt thì chúng ta nên đánh thẳng về vấn đề, đó là sức mạnh. Thường thường thì theo Khải nghĩ nạp động đao á có hai cách. Một là chúng ta ép max sinh khí. Đó. Một là chúng ta sẽ ép max sinh khí nha anh em, nạp động đao max sinh khí nha. Thường thường thì các cao thủ như mình hoặc là các anh em khác theo mình để ý thì sức mạnh của nạp động Nam Độc chuyên đao chỉ tầm 0.10 là đẹp rồi, không còn nhiều. Đó, đây là cách thứ nhất nha anh em. Đây là Nam Độc chuyên đao nhưng mà sức mạnh chỉ có 1.10 thôi. Đó. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đánh thẳng về hướng skill bên kỹ năng. Bên này tiềm năng là như thế này thôi. Kỹ năng chúng ta sẽ tăng đầu tiên đó là chống phái của Nam Độc đao. Đây là chống phái nha anh em. Ok, chúng ta sẽ tăng mát đầu tiên. Và tiếp tục chúng ta sẽ đẩy thẳng về hướng của cái skill bắt độc xuyên tâm để lấy cho những đoàn bắt độc chạy đánh với đối phương. Đó. Bắt đầu xuyên tâm khả cho đội F2. Đó, bên này là sẽ là 9x. Rồi, cái skill tiếp tục lại là ngũ độc đao pháp. Kiểu này sẽ là lái chí mạng cho Nam Độc nha anh em. Chí mạng cho Nam Độc đao nha anh em. Đây là Nam Độc chiên đao nha. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đánh về cái hướng kill switch của Nam Độc, đó là chu cáp thanh minh. Sự đao, đao switch. Rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ đánh về cái hướng sâu vô hình. Nam Độc mạnh hay không cũng là nhờ vào skill sau vô hình, hay chúng ta hay gọi là vô hình độc anh em. Mát. Rồi skill bằng tay ngũ độc trường pháp. Đỡ mà anh em có lượng chạy sau vô hình tốt và đúc độc nó phương nhanh thì mình nên khuyến cáo anh em nên tăng skill ngũ độc trường pháp đỡ lấy cái lượng độc sát từ skill sau vô hình nha anh em. Vô hình độc nha anh em. Đó. Rồi. Còn một điểm thì còn 29 điểm thì hiện tại thì không có điểm nhiều, khả sẽ tăng skill siêu đao 1x 1 điểm thôi. Rồi chúng ta sẽ đánh thẳng về hướng của skill vạn độc thực tâm. Skill này sẽ là skill thời gian rút độc cho Nam Độc đao. Đó, khả sẽ tăng mát. Đó, sau khi mát cái skill này đầu tiên, cái bùa thứ hai của chúng ta đó là cái bùa phòng thủ vật lý. Đây, anh em thường thường nếu có điểm, khuyến cáo anh em là nếu có điểm, chúng ta nên tăng mát skill này tiếp tục. Sau khi mát skill vạn độc thực tâm thì chúng ta sẽ đẩy thẳng về hướng skill xuyên y phá giáp, sẽ là một skill âm phòng thủ vật lý của đối phương. Đó, như Khải tăng bây giờ thì không đủ điểm anh em ạ. Không đủ điểm là Khải chỉ tăng cả 9 thôi. Còn một điểm Khải sẽ đẩy qua bên này là có âm 32 kháng độc. Đó. Nếu mà đánh đao thì chúng ta sẽ bút thời gian bút bùa nó khá là nhiều. Nhưng mà cái bùa đầu tiên chúng ta vẫn là skill thời gian chống độc anh em. Và anh em muốn cắt được cái bùa tiếp theo á là cái bùa xương y pha giáp hoặc là bùa xương tâm độc thích thì anh em nên tìm một cái cơ hội nào đó đối phương sơ hở thì chúng ta sẽ cắt tiếp tục hai cái bùa này nha anh em. Nên là anh em nên nhớ là đừng có nên cắt liên tục. Anh em cắt cái bùa đầu tiên, đấy là sẽ cái bùa vạn độc thực tâm, lấy cho mình thời gian chống độc lên đối phương đã rồi tính tiếp. Rồi tiếp tục sau khi cắt được cái bùa đó thì anh em sẽ tìm một cái hướng hay là một cái thời gian, một cái địa điểm nào tốt đẹp á thì anh em sẽ cắt cái bùa tiếp tục lên là cái bùa xương y pha giáp. Đó là đỡ âm phòng thủ lý của đối phương. Đó. Nói chung là thường thường anh em thường thường là sẽ quẩy một cái bắt độc này. Thường thường mới vào game thì anh em đối phương anh em bút cái bùa này. Đó, vạn độc thực tâm. Và anh em chạy sâu hình cho đối phương mất một đợt máu đã, mất đi một tí máu đã. Xong mình tìm thời gian nào địa điểm nào tốt đẹp thì mình cắt tiếp tục cái bùa khác, cái bùa là xương y phá giáp. Đó. Dạ thôi. Còn cái bùa kia cũng vậy thôi, anh em cứ tìm địa điểm thời gian thì tốt thì anh em cắt thôi. Còn đa số mình vẫn chú trọng cái bùa đầu tiên là vạn độc thực tâm anh em, là cái bùa này. Đó. Âm thời gian rút độc của đối phương rất là nhanh. Mình chỉ cần chạy sau hình thì đối phương đã mất mớ máu rồi. Anh em thấy không? Không, mấy ca liền thấy chưa? Đây là mới chạy sau hình nha, mới chạy sau hình thôi. Đó, cái chủ đã rút mấy ca máu liền. Đây, cắt bùa này. Chưa quấn luôn nha, đó anh em thấy chưa? Rút độc kinh không? Đó. Thì mình tìm thời gian địa điểm tốt đẹp rồi mình bước tiếp tục cái bùa âm phòng thủ lý thôi. Mình không có nôn. Đó. Như Khải đã ví dụ vậy. Ba bùa như thế này thì nếu bảo đảm với anh em mà cắt được ba bùa vào đối phương á, anh em đánh đối phương chỉ cần 2-3 đam là đối phương giật đam chết luôn. Đó, ok chưa? Đây là anh em đọc chuyên đao nha anh em. Đây là anh em đọc chuyên đao nhưng mà sức mạnh chỉ 110. Đó.
Còn nhiều cao thủ chuyên đao sức mạnh khoảng 260 đi. Sức mạnh 260 thì cái kiêu xương y phai giáp của mình á thì phải chăm mát nha anh em. Đó, nói chung là tầm điểm này thì cải không có tăng mát được điểm này mày. Rất là thiếu điểm anh em thấy chưa? Rất là thiếu điểm luôn. Rất là thiếu điểm luôn. Không đủ điểm. Nếu mà có đủ điểm thì tăng như này tiếp tục là mát, xương y phai giáp sẽ tăng mát. Còn skill này âm kháng độc thì chỉ một điểm cũng được, không cần nhiều. Mình tìm cơ hội nào đó mình boost lên một cái nữa cũng không thì thôi. Quan trọng nhất là vẫn hai cái bùa này, vạn độc thực tâm và xương y phai giáp. Đó. Ok anh em thì anh em cùng xem qua điểm lượng. Đấy, anh em thấy chưa? Cái này thì lực tay của bắt động là như thế này. Đó, còn lực tay của chiến ít nó sẽ được gần 4k mà thôi, không có được nhiều. Đó. Anh em xem video thì đừng quên để lại cho Khải một like và một chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Như thường thường Khải thì Khải sẽ cố gắng làm những video hướng dẫn theo yêu cầu của anh em. Đây ví dụ như là Khải tăng lên 110 thì có nhiều anh em á ở phiên bản ví dụ như phiên bản siêu nhân đi, cấp 170 mấy, 180 mấy của phiên bản trung sinh á thì thường thường sức mạnh của anh em độc đao sẽ nằm trên khoảng 260 hoặc là 301 nha anh em. Cái này Khải nhắc trước tại vì phiên bản của Khải là phiên bản đồ xanh nên là cấp của Khải mới 130 mấy nhưng mà hiện tại đang top 2 top 3 server đấy. Nhưng mà như thế này thôi, không được nhiều được. Còn nếu mà anh em nhiều phiên bản như là phiên bản siêu nhân á thì anh em nên theo Khải nghĩ sức mạnh nó tầm 260 đến 301 là anh em độc đao. Đó thì nó sẽ hợp lý. Ok, và clip Khải sẽ tạm dừng tại đây. Anh em đang xem thì đừng quên để lại Khải một like chia sẻ ủng hộ nha anh em. Ok, bye bye anh em.